Thưa thầy, tại sao có decursus là cục nước dưới đầu gối? Dưới đầu gối hay là dưới cái nhược? Dưới cái nhược nó mấy đằng sau đó quý vị nha. Thì cái này không phải là, tức là theo chúng tôi hiểu là, tức là nó dưới đầu gối, tức là đầu gối là mặt trước, thì cái này nó nằm ở mặt sau, thấy không? Thì như vậy, do cái chẳng hạn như khi mình ngồi hay mình đứng, do cái sự chèn ép, do cái sự chèn ép của cơ bắp, do sự chèn ép của cơ bắp, thì các cái thể dịch nó sẽ không có rút lại được. Tại vì có thể là cái khoảng ở giữa các cái tế bào nó bị chèn ép, thành ra cái nước nó sẽ không có lưu chuyển được, thì nó sẽ tù lại. Tại vì cái chỗ này, nhất là đối với những người mà hay ngồi nhiều hay là đứng nhiều, tức là đứng liên tục hay ngồi liên tục, thì từ cái việc mà bị cái dịch ở trong cái hệ thống tuần hoàn của mình là tĩnh mạch đó, rồi từ đó nó bắt đầu nó thoát cái huyết tương nó ra từ từ, hay là các cái tế bào nó bị chèn ép thì nó thoát ra từ từ và nó sẽ dồn lại ở cái chỗ này. Do vậy mà chúng ta có thể phải tập xoa bóp, tập vận động nhiều hơn. Rồi cái bướu đó mình đừng nên chích cho nó xì ra, mình cần chích cho nó xì ra, hay là mình mổ để mình rút, hay là mình châm kim và mình rút đó, thì nó lại tiếp tục nó ra nhiều hơn nữa. Thành ra chúng ta sẽ dùng cái phương pháp đẩy nó ngược trở lại, thì bằng cách xoa bóp, hay là bằng cách đốt, đốt ngải cứu, hay là rang muối rang, rang muối rang nóng và chúng ta chườm vào. Đó, tức là chúng ta đánh làm cho nó tan ra để trả nó trở về, hay là nó tự động nó hút vào bên trong để nó quân bình trở lại. Thưa thầy, con bị cườm ở mắt, bác sĩ đề nghị mổ, con đã bắn tia laser cách đây 2 năm. Sau khi con đi dự khóa tu thiền về thì mắt bớt nhức, nhìn rõ hơn, để con có nên mổ hay không? Thưa quý vị, nếu mà cái tình trạng mà nó chưa có nặng để mà nó chèn ép, hay là nó bắt đầu nó đục hay nó mờ, thì chúng ta có thể điều chỉnh được ha. Chúng ta có thể điều chỉnh được. Thì cái phương pháp này đòi hỏi cũng vậy. Tất cả các bệnh lý của chúng ta nó ảnh hưởng từ chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt, rồi môi trường. Lấy ví dụ như cái chế độ ăn uống của mình mà chúng ta làm cho cái gan của mình bị bế tắc, cái gan của mình bị bế tắc thì cái con mắt của mình nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị tụ lại, nó sẽ bị ứ lại. Rồi chẳng hạn như cái môi trường làm việc của chúng ta mà nó tiếp xúc với những cái sóng điện từ trường nhiều quá, với cái sóng tử ngoại, tia tử ngoại, hay là nó bị khô quá, nó bị bụi quá, thì nó cũng sẽ làm cho khô rút cái võng mạc của mình. Thì như vậy tự động cái bắt đầu nó sẽ trong, nó sẽ tụ lại. Cái phản ứng khi mà nó bị mất ra bên ngoài thì bên trong nó sẽ rút lại vào bên trong. Thì nó cũng là một cái nguyên nhân để mình gây nên cái cườm. Rồi quá trình lão hóa là gì? Khi mà mình càng lớn bao nhiêu thì cơ thể của mình nó bị co rút bấy nhiêu, nó bị tắc nghẽn nhiều bấy nhiêu. Thì như vậy cái sự lưu chuyển của cái thể dịch nó không có được, và từ đó nó tạo nên cái cường. Chúng ta đã thấy đó là lý do tại sao những cái người càng lớn tuổi bao nhiêu thì cái cường nó phát triển nhiều bấy nhiêu. Những cái người mà ít vận động, ăn uống mà nó không có đầy đủ chất nước, không có đầy đủ cái sự lưu chuyển thì nó cũng tạo nên cái cường. Và cái thể dục cũng vậy, cái thể dục mắt, chúng ta không có tập thể dục mắt để cho các cái cơ mắt nó làm việc, thì như vậy từ từ nó cũng sẽ gia tăng cái độ cườm này. Thành ra chế độ ăn uống, môi trường sinh hoạt, cách tập thể dục, vân vân, kể cả cái căng thẳng, kể cả cái căng thẳng thì nó cũng tạo thêm một cái tác động hay là một cái nhân tố để gia tăng cái độ cườm này. Thành ra khi mà mình thực tập cái thư giãn, tĩnh tâm, rồi mình thực tập cái tập thể dục mắt, mình thanh lọc cơ thể, thì tất cả những yếu tố đó sẽ giúp nó chuyển hóa ngược lại
chuyển ngược lại cái quá trình mà bị bế tắc, bị lão hóa, bị tù đọng lại thì cái cường nó sẽ giảm. Thì cái phương pháp và tập thể dục mắt là chúng ta cứ nhìn qua bên phải, nhìn qua bên trái, nhìn lên, nhìn xuống, xong rồi chúng ta xoay nó, đảo nó theo chiều kim đồng hồ, rồi đảo ngược chiều kim đồng hồ. Và chúng ta cứ làm như vậy một ngày khoảng chừng 7 lần cho tới 21 lần. 7 lần cho tới 21 lần. Rồi chúng ta có thể thực tập là cái xoa bóp các cái vùng huyệt xung quanh mắt. Xoa bóp cái vùng huyệt xung quanh mắt, như hôm trước chúng tôi chỉ là những người bị cận, bị viễn hay là bị glaucoma cũng vậy. Xoa bóp cái vùng huyệt hay đuôi mắt. Rồi cái vùng huyệt ở ngay cái ấn đường của mình, hai bên đỉnh lỗ tai hay là trước cái lỗ tai. Thưa thầy, con đau bên hông trái xuống chân. Thì cái này cũng có thể là do cái, không biết là đau ở bên ngoài hay là đau bên trong thần kinh. Nếu mà đau ngoài cơ bắp thì có thể là chúng ta cái cơ bắp nó bị teo, bị tắc, thì chúng ta phải tập xoa bóp, tập thể dục. Còn nếu đau bên trong thần kinh thì có thể là do cái thần kinh bị cái thần kinh tọa. Thì như vậy cái phương pháp tập mà lại sám hối chí công là một cái phương pháp cũng để giúp. Thì khi chúng ta ngồi, ngồi cho ngay ngắn, ngồi cho cân đối, tập thể dục nhiều, uống nước, ăn uống đầy đủ thì rồi chúng ta có thể tập xoa bóp cái vùng hông má của mình, cái vùng cằm hay là cái vùng trên mí tóc trán, dọc giữa trán. Thứ hai, thuốc Fukudan sản xuất từ Nhật Bản có phải là loại thuốc bổ đáng tin cậy và nên dùng như thế nào? Thưa quý vị, cái này thì bây giờ cũng có rất là nhiều loại, ngay cả sản xuất từ Nhật. Thì ở bên Nhật người ta không sử dụng nhiều, nhưng mà ở các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ thì tiêu thụ cái sản phẩm này khá nhiều. Và theo kinh nghiệm mà chúng tôi sử dụng cho các bệnh nhân đó, thì nó giúp đặc biệt cho những cái người nào mà ở giai đoạn mà bị suy dinh dưỡng hay là bị những cái bệnh mãn tính, những bệnh kinh niên, tức là chẳng hạn như những cái bệnh ngày nay là bệnh ung thư. Thì tùy theo cái liều mình sử dụng và tùy theo cái dạng mình sử dụng, cái dạng nước là cái dạng cái hàm lượng dược tính nó cao hơn cái loại viên tâm nhọc. Thì cũng vậy, tùy theo cái số lượng mình sử dụng, tức là nếu cái dạng nước mình sử dụng từ nửa chai cho tới một chai một ngày, cái loại tâm nhọc mình sử dụng là từ 2 viên cho tới 8 viên hay thậm chí có những trường hợp 10 viên. Nhưng mà người nào mà giả sử còn cái phước báo hay là còn cái duyên nghiệp đó, thì nó sẽ giúp chuyển bệnh, tức là có thể thoát khỏi được cái căn bệnh ung thư. Còn nếu người nào mà không thoát được đó, thì cái giai đoạn cuối người nó rất là khỏe, không có đau, thậm chí như không sử dụng một viên thuốc giảm đau nào cả đó, và ra đi người rất là bình an đó. Thì đó là cái kinh nghiệm mà chúng tôi sử dụng cho tất cả các trường hợp ung thư giai đoạn cuối, tức là ung thư gan, ung thư phổi, ung thư xương. Thì những cái bệnh nhân mà chúng tôi sử dụng thì đó là cái kết quả mà chúng tôi thấy. Thưa thầy, khi thầy nói đến phần tâm, ý thức, tiềm thức, tàng thức, tiềm thức có phải là mạt na thức, thức thứ bảy trong di tích họ nói hay không? Thưa quý vị, cái này nó là trung gian, nó là trung gian của cái mạt na thức với là cái ý thức của mình, nó nằm trên cái tầng. Cái này mình có thể gọi trong y học
trong khoa học đó, tức là nó là cái subconsciousness, tức là y như là một cái dạng của cái short memory á, một cái short memory nó phản chiếu trên cái bề mặt não bộ của mình mà thôi. Thì cái mà mình có mặt trong cái đời sống hàng ngày của mình để mà nó bị ảnh hưởng bởi cái thế giới bên ngoài qua sáu căn của mình đó, đó là cái ý thức của mình, cái consciousness. Rồi cái mà khi nó phản chiếu lên trên cái giấc ngủ của mình đó, trên cái giấc ngủ của mình, thì cái đó là cái tiềm thức, hay là khi mà cái ý thức này nó tạm vắng bóng đi. Chẳng hạn như khi mà mình khi mình mới bị hơi cho thuốc ngủ hay là mới bị chụp thuốc mê, cái giai đoạn đầu cũng vậy, mình sẽ còn được cái này. Cái mạc na thức thì nó sâu hơn một tí xíu, và cái a lạc da thức thì nó cực kỳ sâu bên trong. Thành ra cái này là cái trung gian, cái này là cái khoảng trung gian ở giữa. Thưa thầy, con 48 tuổi bị gan yếu. Trường hợp bị gan nóng thì làm thế nào? Hết bị hay bị thấy lạnh, cần mặc áo lạnh. Thì tất cả những cái trường hợp này thì đều do cái gan hết. Tức là như hôm trước chúng ta nói quý vị là cái gan nó bị nó làm rất là nhiều nhiệm vụ. Thì một trong những cái nhiệm vụ của nó là duy trì cái thanh nhiệt của mình. Rồi khi mà nó bị bế tắc, nó dồn, nó bị cứng lại, tức là nó không lưu chuyển được, thì nó làm cho mình bị nóng lên. Thì cái nóng đó, tức là khi mà cái nhiệt đó, cái nhiệt nó chạy ra bên ngoài, thì ở bên trong nó là ít đi. Thành ra chúng ta cái cảm giác lạnh, thông thường cái lạnh này là lạnh từ ở bên trong. Thành ra chúng ta có khi mang áo mà chúng ta vẫn không thấy đủ. Còn nếu mà cái lạnh bên ngoài thì có khi là mình chỉ cần xoa bóp một tí xíu là mình mang áo là mình thấy ấm liền. Thành ra những cái trường hợp này là những cái trường hợp mà nó bị khá nặng, hay là nó bị chạy nghịch khí rồi, và nó cái khí nóng nó chạy ra ngoài, khí dương nó chạy ra bên ngoài và cái khí âm nó chạy vào bên trong. Thì mấy hôm nay là mình đã học cái này rất là nhiều rồi. Chúng ta có rất nhiều cái sai lầm. Cái sai lầm lớn nhất ngày nay của chúng ta là gì? Tức là chúng ta ăn quá tối, ăn quá nhiều, quá chất dinh dưỡng, quá nhiều độc tố, thức khuya, vân vân. Rồi thức khuya thì sáng ra dậy trễ, không thải rác rưới chất độc ra được. Thành ra phải thay đổi lại hết tất cả những cái đó thì mình mới mong được. Và muốn giúp cho nó như vậy đó, thì chúng ta phải xả nó ra, khai thông nó ra. Thì tất cả những cái gì có vị chua nó đều đi giúp để cho gan. Thì chúng ta uống nước chanh, nước táo, nước giấm táo, nước bưởi, vân vân. Tất cả những cái thứ đó là những cái thứ nước mà có thể giúp được. Hay là chúng ta có thể sử dụng cái cây bột công anh, cái cây bánh chỉ liên, bạch hoa xà, thịt thảo. Mình có thể sử dụng cái cây aloe vera. Mà nhớ là xay cả vỏ ha, nó còn có vỏ xanh. Rồi chúng ta có thể sử dụng đậu xanh mà còn nguyên vỏ, nguyên hạt. Đó. Chúng ta có thể sử dụng cái bên này thì lại không có cái cây cỏ ngứa, cái cây cỏ ngứa, cái cây ọc ti á. Ở bên châu Âu thì nó cực kỳ nhiều. Bên này chúng ta chưa có thời gian để đi ra các cái bên ngoài nhiều. Cái cây mà mình đụng vô nó ngứa tê tê cái tay á. Tiếng Anh đó là stinging nettle, cái mà nó làm trà đó. Bên kia nó dày đặc rồi quý vị, nó rất là nhiều. Thì tất cả những cái cây đó nó giúp cho gan rất là nhiều. Và đặc biệt có một cái cây nữa là cái cây Milchisher. Cái cây đó là cái cây nó giúp cho lọc gan
khá mạnh và người ta đã chiết xuất nó ra để làm ra tinh dầu hay là làm ra riêng phân dầu để trị ung thư gan. Thì cái cây đó xung quanh cái khu vực của mình đây, ở những cái vùng núi rừng thì nó cũng khá nhiều, thì mình có thể sử dụng những cái cây đó về mình nấu nước mình uống. Thì đó là cái sổ ra, xả nó ra. Nhưng mà cái đi vào thì mình phải làm sao thay đổi cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình. Chứ còn nếu mà mình xả nó ra rồi, nó sạch sẽ rồi mà mình tiếp tục vẫn ăn muộn, mình vẫn ăn nhiều, mình vẫn ăn những cái thực phẩm chế biến, hay là mình vẫn sử dụng những cái thực phẩm có hóa chất, môi trường có hóa chất, vẫn thức khuya, vẫn dậy trễ, thì một thời gian rất ngắn sau thì nó sẽ trở lại liền ngay lập tức. Nha. Thưa thầy, nước chanh mật ong muối có nên nhai kỹ theo chế độ ăn uống? Riêng chất chua nhai lâu mỗi ngày có sợ hư răng không? Thưa đại chúng, và thật ra thì chúng ta đang tập trong cái giai đoạn này là chúng ta thực tập ăn thức uống, để rồi từ đó mình về trong đời sống mình sẽ thực tập tiếp theo là uống thức ăn. Thành ra khi nào mà mình có những cái nước dinh dưỡng, và đặc biệt là khi vào cái bữa ăn chính của mình, tức là buổi trưa hay là buổi sáng, thì mình sẽ tập nhai nhiều hơn. Còn nếu mà trong cái đời sống hàng ngày của mình thì có khi là mình chỉ cần nhai chừng 5-10 lần, 20 lần, và mình nhai chừng 5-10 phút thôi, rồi sau đó mình uống. Đó, mình uống nhanh bình thường. Rồi sau khi mà mình uống xong cái nước này rồi, nhất là khi mà quý vị uống xong rồi mà mình vẫn tiếp tục nhai, thì cái nước bọt của mình nó ra. Cái nước bọt của mình ra thì nó rất là kiềm tính, và nó sẽ trung hòa hết tất cả những cái chất axit này. Nó sẽ không có còn. Và nếu quý vị sợ nữa thì quý vị uống một cái miếng nước lọc lại, nước lọc lại sau khi mình uống nước chua. Nhưng mà cái nước lọc đó vẫn không bằng cái nước miếng, nước bọt của mình. Cái nước bọt của mình thì cái độ kiềm tính nó cao hơn rất nhiều. Thành ra sau khi mà mình uống nước xong rồi thì mình cứ tiếp tục mình nhai nữa, thì nước bọt sẽ ra nhiều và tự động nó làm sạch, tự động nó trung hòa hết. Thưa thầy, ăn quinoa thay thế cho gạo trắng và gạo lứt có tốt không? Quinoa không có đường. Thưa quý vị, thì thật ra thì quinoa nó tốt, không phải nó không có đường, tại vì tất cả những cái ngũ cốc nó đều có chất carbohydrate hết, tức là chất tinh bột hết, mà tùy theo cái hàm lượng, chứ không, tại vì mình có thể dính mắc cái chữ đường ở đây, tức là có những cái hàm lượng đường nó cao, có những cái hàm lượng nó thấp, chỉ cần tất cả các loại ngũ cốc đều có chất tinh bột, và tinh bột thì nó chế ra đường qua cái trung gian, tức là cái nước bọt của mình hay là cái men amila của mình. Đó. Thì dĩ nhiên thay thế không, chúng ta không nên thay thế, mà chúng ta nên kết hợp hay phối hợp thì đúng hơn. Và dĩ nhiên cái gạo trắng thì nó không còn cái chất dinh dưỡng nhiều, nó không còn chất dinh dưỡng nhiều, thì chúng ta có thể hạn chế tối đa cái việc sử dụng gạo trắng. Rồi cái điểm thứ hai nữa là cái gạo trắng ngày nay thì người ta sử dụng những cái chất bảo quản rất là nhiều. Thành ra khi mình nấu, mình phải vò cho nó sạch sẽ, để cho nó sạch bớt những cái chất bảo quản bên ngoài. Và cái điểm thứ ba nữa là ngày nay hầu hết chúng ta bị cái bệnh là bất quân bình, bị cái bệnh rối loạn. Thành ra khi mà chúng ta càng sử dụng những sản phẩm chế biến nhiều bao nhiêu thì cái con người của chúng ta nó càng bị bất quân bình, rối loạn bấy nhiêu. Thành ra khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm lứt, tức là những cái sản phẩm còn nguyên vẹn, thì đó là một cái cơ chế năng lượng đầu tiên, cái nguyên tắc đầu tiên của vũ trụ, tức là giúp nó bồi dưỡng, bổ sung lại, hoàn thiện lại.
cái căn bản của nó, cái hoàn nguyên, cái chân nguyên của nó đó. Chứ không phải là đi tới cái tầng thứ hai là chúng ta lấy thêm những cái chất dinh dưỡng có trong cái phần vỏ cám hay cái phần vỏ ngoài. Thành ra ngay từ cái nguyên tắc đầu tiên là cái nguyên tắc cân bằng toàn bộ, trở về với cái chân nguyên, trở về với trạng thái căn bản của nó. Câu thứ hai, khi ăn ra thay vì phải ăn cháo gạo lứt thì con có thể ăn bột gạo lứt hay bột gạo hít lòng được không? Và cái nào cũng được cả. Chủ yếu là mình nấu nó loãng ra một tí xíu trong những ngày đầu, và chúng ta phải tập nhai nó cho kỹ để mà làm cái trung gian giữa nhai nước lỏng và nhai cái chất đặc. Thì khi mà mình pha nó thì loãng như là nước sinh tố, nước trái cây hay là nước sinh tố loãng, thì mình ngập nó vào, mình nhai từ từ. Không, chỉ có cái nếp là nó có nhiều đường nhất. Không, dạ. Câu thứ ba, thưa thầy, tại sao ngày thứ tư là mình bắt đầu ăn lại cam táo và dưa leo mà không ăn chất lỏng như nước cháo? Cái này chúng tôi đã thưa với đại chúng ngay từ đầu rồi, tức là mình có một cái chu kỳ. Mình có một cái chu kỳ là 7 ngày. Thì đúng ra là một cái chu kỳ một tuần lễ đó, 7 ngày đó là mình sẽ tránh tuyệt đối hết tất cả ba cái chất liệu là chất bột, chất đạm và chất béo. Phải không? Mình sẽ tránh hết tối đa ba cái chất là chất bột, chất đạm và chất béo. Bởi vì khi mình còn có cái hơi hám của ba cái chất liệu đó thì cơ thể mình nó sẽ chụp, nó kéo vào, nó không chịu đẩy ra. Thành ra trong 3 ngày đầu tiên đó, là mình hầu như là tránh tuyệt đối đó, tránh tuyệt đối. Nhưng mà ba tránh tuyệt đối như vậy thì mình thay thế bằng cái gì? Mình thay thế bằng các cái loại củ các cái loại củ, tức là nó thuộc về cái nhóm trung gian ở giữa, cái nhóm gốc, từ cái nhóm rau củ này hay là từ cái nhóm thực vật này, nó cũng có thể tạo ra chất bột, chất đạm hay chất béo. Nhưng mà chúng ta cũng phải tránh luôn những cái chất, những cái loại dược, những cái loại thực vật mà có ba cái chất này, chỉ trừ trong cái trường hợp là khi mà mình sử dụng cho cái người bị ung thư gan hay những người bị gan nặng thì mình cho khoai tây thì nó có cái chất tinh bột trong đó một tí xíu thôi. Nhưng mà ngược lại mình đang dùng trên cái nguyên tắc khác, một cái dược tính khác của khoai tây, thành đó là cái trường hợp cá biệt. Chứ còn đại đa số là chúng ta sử dụng cái nguồn gốc thực vật là cái trung gian căn bản đầu tiên để tạo ra ba chất bột, chất đạm và chất béo, nhưng mà không sử dụng ba chất đó để cho cơ thể mình nó không chụp, nó kéo vào, và từ đó nó có khả năng đẩy ra. Thì ba cái loại, những cái loại chúng ta sử dụng ban đầu á, là nó là củ, tức là nó dương nha. Nhưng mà rồi sau đó chúng ta phải bắt đầu đi lên từ 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 nha. Chúng ta nên nhớ cái nguyên tắc chuyển hóa của chúng ta là gì? Nguyên tắc chuyển hóa của chúng ta là nguyên tắc thăng hoa, chuyển hóa ngược. Thành ra mình sử dụng đầu tiên là sử dụng những cái củ ở dưới, nó vì dương mà nó cũng trên cái nguyên tắc chuyển hóa. Thì sau đó mình bắt đầu mình đi lên từ từ. Thì trong cái củ đó mình cũng đã sử dụng cái phần lá của nó. Mình bắt đầu mình lên tới cái nữa là mình sử dụng những cái loại rau trái trên mặt đất nữa. Thành ra mình bắt đầu mình sử dụng trái cây. Đó. Thì trong 3 ngày sau mình ăn ra nhưng mà vẫn không có đưa vào những cái chất bột, chất đạm, chất béo. Thành ra đúng nguyên tắc là cái trái táo mình sử dụng đó là phải trái táo chua. Trái táo chua chứ không được cái trái táo mà có nhiều chất ngọt, có nhiều chất bột. Tại vì cũng táo mà nếu mình không để ý á, mình mua những cái loại táo nó có chất bột rất là nhiều hay là chất đường rất là nhiều, thì như vậy nó cũng sẽ giảm đi cái hiệu quả của mình. Thì cái mục đích là mình sử dụng làm sao nó thuận theo cái sự cân bằng âm và dương, nó thuận theo cái nguyên tắc là chuyển hóa ngược hay là thăng hoa nó lên. Thì như vậy mình phải duy trì trọn vẹn một chu kỳ là 7 ngày.
thì nó mới bắt đầu nó có được cái sự chuyển hóa trọn vẹn trong con người của mình. Thì sau hết một chu kỳ đó thì bắt đầu ngày thứ 8 mình mới bắt đầu được đụng tới cái chất bột, chất đạm, chất béo. À, tức là chúng ta bắt đầu đưa vào cái gạo lứt rang hay là bột gạo lứt hay là bột hốt meal hay này kia. Sau khi thành lập chế độ dinh dưỡng tuân theo phương pháp của thầy, về mình có cần dùng thêm multivitamin hay không? Thưa đại chúng, nếu thực sự mà mình đã thanh lọc sạch sẽ và mình tuân thủ cái chế độ ăn uống và ăn uống đúng cách, tức là gì? Tức là chúng ta sử dụng hết tất cả mọi thứ rau củ có, mình chế biến đơn giản và mình ăn đúng cách thì không cần vitamin. À, tại vì tất cả những cái vitamin chúng ta sử dụng là vitamin tổng hợp, vitamin chết. Còn cái vitamin mình sử dụng ngay trong rau quả, trong thực phẩm của mình là vitamin sống. À, vitamin sống là cái năng lượng còn nguyên. Thành ra cái tỷ lệ nó chênh lệch rất lớn. Thứ nhất là những cái mình sử dụng bên ngoài nó thường là inorganic. Cơ thể mình thì không có hấp thụ inorganic. Khi nào không có thì nó phải mượn tạm để nó thay thế, nhưng rồi nó sẽ không có cái hiệu quả. Đó. Còn những cái mình sử dụng